người em ruột của bà Lam cùng đồng tình. Vâng. Người ta gọi là thằng cầu, em ruột của thằng bà Lam. Vâng. Đây, cái bác nói về một cháu tài thảo lần mình lại mua vào, mình có thủ đoàn để chiếm đoạt đất của bà Lam, bà Loan như thế. Đúng rồi. Đó, thì nếu như không có cái sự tiếp tay của bà Lợi, bà Lam, thì vâng, con gái cũng có dám làm như thế không? Đúng rồi. Đó, đó là ta gọi là những kẻ tiếp tay, tiếp tay cháu nó. Vâng. Đấy, là bác nói cái trường hợp bà Lam ta gọi là chịu đậm mắn xối, một mù da quỷ kẻ rác đưa con gái là một con quái thai, rồi là con quái thai lại đẻ ra một thằng trời đánh. Đúng rồi. Đấy là thật nhiên. Bác cứ chia sẻ thôi, vì đây là câu chuyện nó cần phải lấy lại công bằng. Nói đấy bác muốn như thế này cháu này. Dạ. Nói là công bằng và công lý. Đúng rồi. Thứ hai từ lên để đấy là một cái bài học để dạ, tùy những cái mâm mộng, bác nói là mâm mộng. Đấy, đứng có những cái gọi là để rắn đe những kẻ là có những cái thủ đoàn là tiếp theo. Vâng. Đấy, và đứng để là pháp luật là Việt Nam. Vâng. Là muốn thả những kẻ này. Thứ hai là bác nói đến cái trường hợp như thế này, nếu muốn bốc lịch mà không có những kẻ tiếp tay là những người làm sổ đỏ. Vâng. Những cái quan chức, những cái là cứng chức. Dạ. Đấy, hùa vào thì tham ráo quân lịch làm được cái sổ đỏ như thế cháu. Vâng. Chữ ký sai, họ tên sai, nắm vâng, sinh sai, ta gọi là thủ tục giấy tờ về pháp lý. Vâng. Như thế, không có những cái kẻ tiếp tay, những kẻ là bối trơn về đồng tiền. Vâng. Đấy, có nghĩa là bản nhân thẩm, ta gọi là bản nhân thẩm. Đúng rồi. Để đưa một bà già vào nơi cái chỗ là cung đường. Vâng. Đấy. Nếu bác hỏi cháu như thế này, nếu bà Lan đất thì cái chỗ thờ phụng của ông Thắng. Vâng. Thờ ở chỗ nào? Đấy. Trời chiều đã trong trọng. Vâng. Bà Loan sao nó chết thì thờ phụng chỗ nào? Đúng, chính xác, câu đó là chính xác. Thờ phụng ở chỗ nào? Bác hỏi cháu, bác cháu trả lời cho bác. Nếu bà Loan không lấy được đất thì bà Loan thờ phụng ông Thắng. Đến khi bà Loan chết thì con cái làm lễ táng ở chỗ nào? Đấy. Làm táng ở chỗ nào đấy? Bởi vì thằng con trai thì nó quá nhu nhược. Ủa, cái thằng con trai là bà không gọi nhược, cái thằng đó là dùng chiều là ta gọi là chiều nhục để uống rượu. Vâng. Nhưng bà hỏi cháu một cái, tính cháu trả lời cho bác trên TV, trên cây cầm đông mạng. Bác yêu cầu cháu trả lời, nếu không lấy được đất thì ba Loan chết thì chỗ lâm táng ở chỗ nào? Thì đấy, cái vấn đề đó bây giờ nó mới là cái vấn đề cốt lõi. Ví dụ không may mà bà Loan bà có chết thì không có lẽ lại bỏ bàn thờ bát hương ngoài đường. Đó, bác muốn hỏi cháu đó, cháu trả lời cho bác, cháu lên cái là cộng đồng bạc này, bạc là bậc liêm, bạc yêu cầu hỏi là cái chính quyền ở địa phương đó, nếu bà Loan chết vâng, thì mai táng chỗ thờ phụng, chỗ hướng khói, chỗ để ba con đến để hương, để thắp hương tiền Việt ba là vâng, thì chỗ nào là chỗ để làm táng lấy đấy. Đấy, cái vấn đề đó nó đang là cái vấn đề quan trọng để mà bác cháu mình đang cùng nhau lên án đây, vì sau này kể cả bây giờ cái chỗ thờ phụng của ông chồng bà Loan cũng đã có đâu, chỉ gọi là một cái túp lều bằng bạc thôi. Rồi, đó là bác nói về cháu một cái là hiện nay ông Thắng mất rồi, nhưng mà nếu như bà Loan chết, vâng, bác nói từ hiện nay là bà Loan chết thì chỗ làm táng lễ bà Loan ở chỗ. Thì đó, nó muốn là cái vấn đề, nó cái tâm điểm nó đang ở chỗ đó. Thôi, là bác nói ra điểm, đó là nói ra cái cháu đó, bác trộn cái cháu đó nha. Vâng. Con nói trước là gì nhỉ? Bác dạ, nói bác là như thế này. Vâng. Chúng đạt đến cái trường hợp này, chúng vẫn nói là ba nhóm là diễn kịch. Vâng. Thiện là diễn kịch đấy. Bác thẳng thân trả lời đấy, thằng Đạt là thằng diễn kịch. Vâng, đúng, chính xác. Vì đó là
có ăn có học nhưng nó thiếu đức, thiếu đạo, thiếu làm người. Vì thân đạo hiện nay cũng là một người đã là làm gì hắn cũng biết là thống giá như thế nào. Vâng. Là đẻ ra con, là một thằng chồng của một gia đình thì hắn biết là hắn ở chỗ nào, hắn biết đạo lý, nhưng có nghĩa là cái to này hắn diệt kịch để hắn lấy tiền thôi, chứ không phải là hắn không biết. Vâng. Bác nói như thế, nó nếu như ba Loan đã đủ tinh đầu để diệt kịch thì thống cố quân lịch cũng lấy được một tác đánh chặn. Đúng rồi. Nhân thức để lâm đạo hiên lâm kịch thì quân lịch đinh có nói lại một số một là một đất đất. Đúng rồi. Những dạ. Thằng loại con thằng đạt nó thưa hiểu như nó, nhưng nó cùng hùa vào để cha đạp một người bà già 74 tuổi. Vâng. Là những đất cảm vui chứ bác hỏi cháu một cái như thế này, nếu như bà Loan thì cái chầu làm tang lễ đâu, thằng đạt có biết hay không? Cái đó nó là cái vấn đề đang phải nó nan giải bác ạ. Quá đấy, bác hỏi nhớ cháu, vì bác điền cho thằng đạt thằng tắt mày, nên bác hỏi nhớ cháu hỏi thằng đạt ông vâng. Liêm ông hỏi là nếu ba Loan chết thì cái chầu thơ để đến làng xóm để thắp hương để vâng. Làm để thì theo cháu biết thì bây giờ nếu theo cái thời điểm bây giờ nếu bà Loan chết thì chắc chỉ có dân làng người ta làm cho thôi bác ạ, người ta làm cho một cái lều ở đâu đó thôi. Thực ra bây giờ là đất của bà thì không còn gì nữa đấy, cái cơ bản là cái đất bây giờ bà không còn nữa mà. Bạn biết rồi, bạn yêu cầu muốn là thằng Đạt là cái thằng tỷ thức, thằng một thằng chủ tịch một công ty, một vâng. Thằng làm giám đốc của anh có học, nó học đến 5 năm, 4 năm đại học. Vâng. Bạn muốn yêu cầu cho bạn cái câu đó. Đấy. Nếu là cha nó hoặc mẹ nó thì vô cương vị đó thì nó xử sự như thế nào? Đấy, cơ bản nó là như thế. Thằng đại học, thằng tờ chủ tịch hội đồng quản trị, mà làm một thằng tổng giám đốc cả vâng. Lời bạn. Chứ không phải là bà không biết, nếu như chứ bà làm chết thì cũng chỉ làm bên cái đế đó thôi, bên đúng đế rồi. Nhưng bà muốn hỏi là cái thằng cổ học, thằng cổ tiên, thằng đó ấy, trả lời cho bà cái câu đó thôi. Vâng. Là bên nãy nó cũng là một người bộ, một người con rể. Vâng. Thằng chủ tịch, hội đồng quản trị, là vâng. Một thằng bà muốn nó lại hùa vào với con quỷ cái. Đúng rồi. Thì bà nó nói là này. Nó hùa vào con quỷ để tạt ra mặt bà Loan. Vâng. Đó, bác muốn nói đó, cái cấu đó cháu đó. Nên bác muốn nhờ cháu. Vâng. Bác bị thân đạt nó không được. Là một cái thằng này, bác nghĩ có lẽ khi nó học, cháu à, nó học chỉ có cái cách để lừa tiền kiếm ăn. Chứ nó rồi. Không học làm người. Đúng rồi. Hay là cố thầy dạy nó về cái môn đạo đức, cố thầy chết thôi, nói nên nó không học cái môn đó. Vâng. Đó, bác nói về cháu như thôi, bác cùng chia sẻ như vậy. Con cháu vừa thoải mái lên cái cười lơ chia sẻ về cộng đồng. Vì nói thật với bác như thế này, câu chuyện này là câu chuyện của gia đình bà Loan, nhưng nó là một cái nỗi uất ức của cộng đồng. Không, bà không nói lên nỗi uất và cậu ạ, mà đấy là cái nỗi đau của cộng đồng. Đúng rồi, bởi vì đây nó đã để lại cho cộng đồng nó nhiều cái nó thật sự là bức xúc. Vì đây cái thứ nhất nó liên quan tới cái nhân văn mà nó liên quan tới đạo đức. Đó, đạo đức của xã hội. Đúng ra là bà con cô bác khắp mọi nơi điện cho cháu rất là nhiều và cháu cũng rất là mong những người như bác nói lên được những cái mà tất cả mọi người đang muốn nói. Và có người không nói được như bác, nhưng mà bác đã nói lên được cái sự tình đó thì để sẽ có một ngày nào đó gần nhất để cho bác Loan bác đi lấy lại được những cái gì mà thuộc về quyền lợi của bác Loan. Đó. Bác nói như thế này, bác nói về cháu như thế này. Vâng. Đó là cái nỗi đau của xã hội. Vâng. Đạo đức. Cái đạo đức, những cái nhân phẩm của đúng của rồi. Xã hội. Tại sao mình không tin ngay lúc là
bị gãi trên thuyền, đừng có để nhiều con quỷ như thế. Đúng rồi. Đi cầu như cháu đó rồi, mà bác cũng yêu cầu như thế, đi cháu làm rắn có những người ăn ăn và học, còn trên còn ngồi tiền để là như thằng đạt thì để cho nó đừng vung tiền, nó có tiền vì cháu là nó trong 3 tỷ ở ngãi cành ban. Hỏi một cái là cái thằng đều già rồi, mà con người đi làm tư thiền không báo cho như thế đấy cháu ạ. Nó khỏe để nó mua chuộc lòng người, để là nó ru ngủ một là bán thuốc cho công ty đó, thứ hai nữa là nó để là có view có lẽ cái đó. Đúng rồi, thì ai đi làm tư thiền như thế. Con người nó có học bác thì cũng mới học hết lớp 7, nhưng mà không ngu như thế đâu. Nói thân đạt, mày có ăn có học nhưng đừng có mất đạo đức như thế. Vâng. Đó. Thế bác cùng chia sẻ vài lời dạ, như thế nhá. Dạ, con trước tiên là thôi, đầu xuân năm mới con chúc bác nhiều sức khỏe, gia đình luôn bình an. Cháu cũng cảm ơn bác đã tham gia những cái câu chuyện mà gọi là bức xúc của xã hội, để mà muốn lấy lại những cái công bằng cho những cái người ta gọi là kém cỏi, mà cái câu chuyện nó phải là thật. Mà cháu cũng chúc cho bác là luôn luôn được mạnh khỏe hạnh phúc bác nhá. Cháu cảm ơn bác đã điện lên chương trình. Dạ vâng vâng, cháu chào bác. Vâng, bác này, bác có nói đấy ạ. Vâng. Tôi nói anh này. Bác cứ chia sẻ, nhưng mà bác nói chậm thôi thì cháu mới nghe được. Vâng, cứ bình tĩnh. Chia sẻ như thế này. Vâng. Xem phong bếp của đồng chí thì tôi xem cả từ cái ngày đầu của cái anh với anh đạt đến rồi sao ấy đấy. Vâng. Một số người tôi thấy cũng có anh gì mà bên đồng chí là ai phỏng vấn cái anh Estam anh mà anh ấy phỏng vấn anh gì à mình cũng là người gọi gì cô văn văn thì tôi thấy là nó bức xúc cho bà này, thấy bức xúc thế này chúng tôi ở xa với cô ấy, nhưng mà tình người phải sống phải có tình người chứ. Vâng. Bây giờ cả nước Việt Nam mỗi ông hy sinh cả nước cả tuổi thanh xuân của ông ấy vì nước vì dân chứ ông cũng mình ngồi ai đâu. Vâng. Mình đi bây giờ tôi nói thẳng là về luôn từng đạo cái đạo làm người này chỉ có bố mẹ nuôi con chứ con không thể nuôi được bố mẹ, con chỉ phụng dưỡng một tuổi già thôi chứ nuôi làm được bảo vâng. Nuôi bố mẹ thì mình có đẻ ra được bố mẹ đâu mà mình nuôi. Vâng. Thế thì mình chưa xong không được ạ. Vâng. Không có nền tảng thì đâu có, không có ông bà nội thì đâu có bố, không có bố thì có mẹ thì đi đâu đẻ ra con trai, không có mẹ bố mẹ vợ thì đâu đẻ ra vợ mình. Đúng rồi. Làm cái gì là phải theo cái luân thường đi quy luật, nên thằng con trai nên thế này là một tốt thằng con trai anh là con trai, nhưng mà phần nào nó nhiều khi khó biết đấy, giống mẹ vợ như mẹ có khi mình 18 tuổi đã rời mẹ rồi. Vâng. 18 tuổi tôi đi bộ đội từ 17 tuổi, tôi đi từ 71 rồi. Sinh năm nay mà tôi xa bố tôi bao năm mà tôi đã từng nói với anh em trong nhà tôi bảo nếu xa bố tao xa sớm nhất vậy tao đi bộ đội 17 tuổi chưa được tuổi 18 đã đi tại tỉnh Mỹ. Vâng. Cứ yếu lắm thiếu mà. Vâng. Tôi có người đi, nhưng bây giờ tôi thấy là cái ông ấy cùng chị nào tôi bà này thanh niên nông thôn về con cái ngược đại thế thì làm sao được. Bây giờ tòa án tâm về chân lý ở đâu? Đúng rồi. Cái bài từ ấy trong tôi bừng ngạ của tôi yêu biết là phải có chân lý thắng được mày. Vâng. Ở đời không sợ ai, chỉ sợ hai chân nhẹ phải thôi. Vâng. Nó không đánh anh phải sợ nó. Đây là quan điểm nhá. Nhưng chưa hai chân nhẹ phải thì anh có hữu dũng anh không, nhưng anh không làm gì. Vâng. Anh có khỏe mấy nhưng không dùng. Mà anh làm bạo ngược thì hai chân nhẹ phải nó không để cho anh ta, nó không ta anh đâu. Vâng. Tôi yếu nhưng mà tôi có đạo lý làm người thì hãy được chứ thì phải nó hộ chúng tôi. Vâng. Mà tôi thấy là bà bức xúc quá. Cái dạy của bà không phải là bà dạy, mà bản thân tôi cũng vậy thôi. Trong con, xin con xin lòng chuẩn bị trong con biết ngọt hay chua, nhưng mà nó thay bằng người dạy là con dâu với con trai thì tôi cũng là một phần, nhưng mà con trai thì nó yêu quá thì tự phải trách con mình thôi, là mình tự trách mình lương tâm mình thôi. Vâng. Nhưng mà nói về con dâu là nhà con gái ở nhà là con, mà đi lấy chồng thì là phải như dưỡng gia đình nhà chồng chứ đâu có chuyện về nông thôn gì thì kêu tôi thế đi, vợ tôi đi lấy vợ giờ anh trai bên vợ có bán đất nên cũng phải tôi bảo nhà tôi là trang này có hợp lý làm tình một xu không được cầm đồng ý xuất về luật pháp nào có, nhưng mà về phong tục tập quán địa phương là không có cái chuyện con gái chia cho con gái, nhưng mà bây giờ chia thì bà cũng cứ nhận, nhưng mà bà gửi lại cho con người trách nhiệm người mẹ mình chỉ giống như bà cầm làm gì cầm vài tôi không cho cầm, bởi vì bà cứ tốt với mẹ chồng là được.
tôi mẹ tôi thì bà ngoại tôi theo tôi, nhưng ba mà cầm về là nó mang tính thứ hết tình ý nghĩa rồi, còn mấy thằng bạn này hết tình ý nghĩa đúng không? Vâng. Đừng vì trách nhiệm đồng tiền mình sống có lời, nhưng mà cầm cái gì nó chính đáng của mình, của gia của mình làm ra một xu mình rồi. Còn đất mình phải giữ, nhưng mà đã của người vang mình không dám cầm. Vâng. Nhưng mà để cái việc này vì nó pháp nó có, nhưng mà phong tục địa phương là không có. Vâng. Nhưng mà anh trai với nhà vợ là mình chỉ cho với nhà vợ người ta tốt thì để người ta phụng dưỡng cho bố mẹ già ra các cô. Vâng. Chứ chúng tôi mang về đây tôi không biết gì. Cô tốt với mẹ tôi thì cô phải tốt. Đúng rồi. Không được bận rộn được. Đúng rồi. Còn bảo nuôi thế nào được, mẹ chỉ có phụng dưỡng thôi. Già thì bố mẹ nuôi con như già mang nặng ở đâu ra mình nuôi mình lớn cho ăn đọc chi cơ, nên bảo nuôi bố mẹ không có nên bảo con nuôi bố mẹ ăn đáo rồi không được. Chỉ phụng dưỡng tuổi già thôi chứ còn nuôi có đẻ được bố mẹ đâu mà nuôi. Đúng rồi. Mang nặng ở nuôi mình thì đẻ đến 18, 19 tuổi 20 tuổi đâu, có anh ngoài 20 tuổi mới được ở riêng. Chứ như chúng tôi năm 17, 18 tuổi đi bộ đội là coi như xã bố mẹ nuôi được bé, còn về thì nó được có hòa bình 76 tôi về phép thì lấy được quả thì tôi trả phép tôi về chi làm sao mà được. Vâng. Thế tôi phải hiểu được hai nghĩa là cái đạo làm người làm sao đó đúng. Vâng. Đừng có cậy bà cụ cha của tôi về luật pháp thì trao đổi ra đúng, nhưng mà cái tôi yêu cầu tòa án là phải xem, công an phải vào cuộc xem từ cái chứng minh thư thẻ căn cước ấy, giờ cái tại sao mà một giám đốc công an, chứ là sở công an, chứ là giám đốc công ty công an giờ nó gọi sở, thì tại sao một người có hai chứng minh thư được, không được. Vâng. Tôi này ở quân đội, tôi về tôi chứng minh thư quân đội về tôi bắt buộc tôi làm ở địa phương, tôi làm từ năm 79 đến bây giờ không được thay đổi. Vâng. Căn cước bây giờ có định danh không được thay đổi. Làm lại mất, làm báo công an tôi làm lại thì được, chứ làm mới là không có. Làm mới bây giờ phải phá lại toàn bộ, phải lấy khai sinh mới. Vâng. Nhưng đâu là cái người mà làm khai sinh từ năm 3, năm 2 giờ thì người ta chết rồi còn sống đâu mà ai. Nhưng bây giờ vẫn cho phép làm được, nhưng mà phải được công nhận từ cơ sở, chứ làm sao mà làm được. Vâng. Đúng không? Vậy cho nên xem cái chị nơi chị là có ai chứng minh thư là tôi phải xem lại cái anh công an ở đấy làm sao. Vâng. Làm sao cái nào thật cái nào giả, mà công an thì làm sao mình làm được hai cái chứng thư được, bây giờ thẻ căn cước làm sao làm được, không được. Vâng. Đến là về nguyên tắc mà không thể được. Vâng. Nhưng bây giờ anh làm mới là anh phải là toàn bộ mới đẻ đây anh mới làm được, chứ còn này, tôi chỉ làm lại, tôi mất tôi làm lại, tôi báo công an tôi làm lại thì bật trên máy là nó có rồi. Vâng. Anh thêm một chữ cũng không được. Vâng. Bây giờ vừa rồi xem cái căn cước này, nó xây dựng này, nó thống nhất cả từ bộ công an của nhà nước là công thống nhất là nếu anh không có ngày có tháng thì cho phép anh phải chụp ảnh bố mẹ ra ra anh cho nó thống nhất mùng 1 tháng 1 hàng năm, nên nếu anh không ngày có tháng thì thống nhất thế. Còn tên tuổi tên đệm còn khó, mà mấy cái tên này không thể thay đổi được. Wow. Tên đệm thì còn Văn Mỹ Xuân này là Văn Mỹ ấy gì xã công nhận là Văn Mỹ Xuân là một, thì còn được gì cái tên không thể thay được, cái họ đúng không? Ví dụ ông Nguyễn chuyển sang ông Ngô hay chuyển sang không thể chuyển được. Vâng. Đúng không đã? Vâng. Thì không đi không thể làm được. Tôi sẽ thống nhất với anh, cho anh để trao đổi với anh thế thì dạ, vâng. Cũng nên một cái tiếng là đòi lại công bằng thôi. Vâng, cho vâng. Người đã chứ không phải là bà ấy tham không bà không tham như chúng tôi thế. Vâng. Nhưng tham là không cho con được. Đúng rồi. Tôi có 4 năm mình đã tôi cho thằng A thằng B rồi. Vâng. Nhưng mà còn tôi phải giữ một miếng vì quyền lợi của tôi phải giữ vì là sống tôi là cái câu là sống bằng được hiến pháp là bắt đầu từ năm 80 quyền chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ, bây giờ mình có cái chữ đấy như cười nên lấy đâu được, không hiểu về pháp luật thì có đấy. Vâng. Nhưng mà người công dân Việt Nam là sống bằng được hiến pháp là sống được pháp luật quy định cái gì sai pháp luật trị. Vâng. Hiến pháp luật quy định mình được hưởng cái gì và sai là pháp luật nó chỉ mình, công an nó chỉ mình, bảo mình nó sống tốt thì bảo mình buôn bán cái ngành này mình muốn ngành khác thì nó trái ngành cái nghề pháp luật cho mình, giờ mình làm trái đi đến công an nó phạt mình gì, nó đánh mình gì, đúng không? Vâng. Đấy phải hiểu như thế nào chứ. Nhưng sự tôi đề nghị các anh lên tiếng với tòa án, nhà trong cái tòa án về Mỹ, nhưng mà phải cái tòa án nâng cấp là quan trọng. Vâng. Bây giờ sống như cái quan tâm phải tòa án công lý, mà tòa án nâng tâm là quan trọng chứ. Tòa án công lý thì mất hết tình nhỉ, không có gì nữa.
và mình tâm là quan trọng đi. Bây giờ bảo là con tôi nuôi bố nuôi mẹ, nuôi nào nuôi bố mẹ, kiểu phục dưỡng gì nuôi bố mẹ nuôi trẻ là mình gì vâng. Nuôi mình gì mình nuôi nó bố mẹ mình chỉ phục dưỡng về già chỉ vì thế bố mẹ mình hiến hết cho con, đưa hết cho con là không nghĩ cái chuyện là nó bạc đãi cái đó thì bây giờ chứ còn bây giờ ta phải hiểu thế mới được chứ vâng. nhiều người cứ bảo là tôi nuôi bà đấy, tôi nuôi ông đấy, nói với bố là tôi nuôi ông đấy, nói mẹ là tôi nuôi bà đấy là không được, cái câu đấy là không được, kể con trai con gái con dâu cũng không được cái câu đấy vâng. Bây giờ chỉ có phụng dưỡng từ già thì được vâng. Nhưng bố mẹ đẻ được mấy đứa con thì nuôi được mấy con chứ mấy đứa con nuôi được bố mẹ ai có đẻ chưa trong trong rồi à vâng. Chỉ phụng dưỡng từ già con mấy đứa tất cả muốn phụng dưỡng bố mẹ con còn chả đúng được kìa đúng rồi vâng. Nha, dạ vâng, dạ vâng, cháu chào bác nhá. Vâng, cái lúc nào cái số điện thoại của tôi đi 448 ấy tôi vừa vâng, anh vâng. Gọi lại. Dạ vâng. Vâng.